có lẽ tôi trả lời mấy câu thắc mắc mọi người thì có vẻ hay hơn, đúng không? Ok. Rồi, mọi người muốn hỏi gì nữa thì xin mời. Rồi, xin mời chị. Thưa thầy, cũng do nhân duyên mà con được đến đây. Để con cũng nghe thầy nói từ nãy giờ. Xin có ý kiến như thế này. Rồi. Cái thứ nhất, cái thứ nhất là như thầy nói ấy, là mình không dùng thuốc. Con cũng thống nhất với thầy là không dùng thuốc. Rồi. Nhưng ví dụ như mình ốm đau thì có thể mình vận động, mình ăn uống gì đấy để cho mình không dùng thuốc. Ừ. Nhưng con có một cái điều như này. Được. Ví dụ như tầm tuổi của chúng con bây giờ, bởi vì con bây giờ là con 67 tuổi. Được. Và tầm tuổi vì con xin em đi. Trời ơi, mày xin con nghe đau lòng quá. Vâng, thế thưa thầy này, được. Thầy cho phép thì em sẽ nói. Ừ, cứ nói. Ví dụ như tầm tuổi của chúng em như thế này là nhiều tuổi rồi. Ừ. Thế thì ngoài cái chuyện ăn uống sạch, được. Ăn uống sạch, được. Thì cũng phải có bổ sung một chút xíu về thuốc bổ. Ừ. Vâng, thế thì bây giờ theo thầy là mình có nên bổ sung hay không? Ừ. Thí dụ như tầm tuổi chúng em là thí dụ như và thí dụ như là không không mình dùng đông y thôi, mình dùng đông y, mình không dùng thuốc tây. Ừ. Vâng, thí dụ như mình dùng sâm. Ừ. Mình dùng yến. Ừ. Mình dùng cái thuốc của Hàn Quốc, tức là tất cả nói mọi rồi. Cái là về thảo dược. Ừ. Đấy, để bổ sung sức khỏe. Rồi. Vâng, bởi vì thực sự là như thế này, bản thân em là em nói thực sự mới thầy là sáng sớm là em phải dậy sớm từ 4 giờ. Yeah. Em thắp hương, em tụng kinh. Yeah. Sau đó là em xuống em rèn luyện thể thao. Yeah. Một tiếng. Mm. Và 6 giờ lên là phục vụ con cháu. Mm. Vâng. Thế thì bây giờ thực sự là bây giờ ấy thì em cảm thấy trong người, tức là mình chẳng có cái bệnh gì cả. Ừ. Mình rất là vui vẻ. Ừ. Thế nhưng mà vẫn cứ như thầy nói ấy, là em vẫn cứ có cái thắc mắc. Ừ. Ví dụ như tầm tuổi này là mình có cần phải bổ sung vitamin là gì? Đây vâng. Cảm ơn. Tôi thì nói thiệt đấy. Nếu mà tôi làm cái chuyện là để giới thiệu bán thuốc gì đó, thực phẩm chức năng đó, bây giờ chắc cũng giàu lắm. Thấy không? Rồi gì nu kim gì đó. Ông mời tôi tới. Rồi mà mời thì anh em nó mời tôi đâu có biết. Cái là lên ngồi bằng nhất luôn. Cái là được gì đó là ship vô hạn gì biết rồi đấy, thấy không? Mà tôi không biết, thì thấy hai vợ chồng người Mỹ đến nói chuyện rồi là bữa nay hai vợ chồng cũng rất vinh dự mà tôi tham dự cái hội nghị. Mà tôi thấy sao đông mà ai cũng mặc quần áo đẹp rồi đi xe hơi, mà được có chiếc xe hơi biểu diễn đó là người đó làm được vậy đó, thì tôi cũng hơi ngạc nhiên. Mà tôi mình thì ngớ ngẩn, mời mình tới mà này thì mấy người mời mà mình cũng không biết là mời làm cái gì. Nên tôi nói ê, tôi kêu học trò tên mày coi cái vụ này là vụ gì vậy mà đâu mày cứ vui vậy. Nó nói cái này thầy ơi, cái nu skin là thực phẩm chức năng đấy, mà nó coi đứng vậy vậy, nó đứng vậy vậy. Ông nói đây thì hai vợ chồng ông người Mỹ mới nói với tôi là rất mong muốn tôi tham gia và cho tôi một cái tiền lương nhất định rất lớn. Vì tôi á là thực ra là tôi về hoạt động ở Việt Nam hay là 21 năm rồi. Học trò tôi chắc cũng 50-70 ngàn người từ Nam chí Bắc, mà nhất là miền Bắc. Miền Bắc ngày xưa tôi dạy một lớp học đó, thì cách đây 20 năm đó, thì mọi người cứ tưởng một lớp học của tôi đó, là phải mượn cái hội trường của phụ nữ đó, là 700 người. Tôi chỉ kêu gọi một cái là học trò tôi khắp nước lòng lắm, nhưng mà tôi không có làm cái chuyện đó. Tại vì cái danh dự nè, chứ không phải vì tiền. Nếu mà tôi làm tiền là tôi giàu lắm nè. Do đó mà hễ mà nghe nói cái gì mà có thuốc á, mà làm mấy cái đó là tôi giận ghê lắm. Không bao giờ tôi đồng ý nhé. Cơ thể của mình có một cái sự kỳ diệu. Nó có thể hấp thu, nó có thể tái tạo, nó có thể làm được hết tất cả những cái chuyện mà thuốc men làm được. Chị làm một cái công chuyện ấy,
mà tôi cho rằng ok rồi đó. Chị có một cái lực rất là đẹp rồi đó. Chị con gái là chị thay đổi cách ăn uống và chị tập luyện theo cái phương pháp ở bên đây tôi hướng dẫn, thì là sức mẹ không cần một viên thuốc nào hết. Tối chịu khó trường cái cặp đá đi ngủ. Và nếu mà chị làm đúng như phương pháp này á, thì cục đá đó chị sẽ trường suốt cả cuộc đời không bao giờ bị hư. Và nhiệt độ chị bao giờ cũng ở một cái mức ngưỡng tuyệt vời, một cái ngưỡng mà gọi là cơ thể luôn luôn có thể khó khăn chống lại tất cả các bệnh. Và chị không còn lo lắng gì nữa. Tôi nói cho mọi người nghe một cái câu chuyện phim ở trong cái tập luyện này. Mỗi lần tôi thì tôi đi dạy có năm nay á, là tôi phải ở lại Việt Nam. Bây giờ cho tới tới tháng 4 năm sau tôi mới đi dạy nước ngoài. Thì mình có may mắn mình gặp nhau đây. Đây tôi đi dạy nước ngoài suốt. Tôi dạy thì chỉ có một cái nước mà tôi chưa dám đi là châu Phi như Iraq rồi. Chứ tôi dạy ở bên châu hết rồi. Rồi ở Úc, ở Nhật, ở Mỹ là tôi đi dạy hết, đi các nơi này. Và một năm là kế hoạch của tôi hơn nửa năm ở nước ngoài rồi. Và cái viện bám quyền thì nó là một ở bên Hà Nội, cho nên một nửa tôi Sài Gòn, nửa Hà Nội, cho nên ở đây mình ít có điều kiện mà gặp nhau lắm. Bây giờ tôi bỏ chương trình đi Mỹ, bỏ chương trình đi Úc cuối năm này rồi, để ở đây để lo xây dựng cái nhóm. Và những anh em này là tôi đang xây dựng để mà có thể sau này đi làm thiện nguyện, đi giúp cho bà con rồi. Cho nên tôi cố gắng xây dựng cho anh em chịu giỏi để mà làm cái chuyện đó. Và trong nước mình cần cái chuyện đó ghê lắm. Cho nên tôi phải ở lại đây. Chứ năm sau là bắt đầu tôi đi rồi đó, không có ở đây nữa. Do vậy là tôi đi ra thế giới cũng vậy. Và tôi rất là đau buồn là cái thực phẩm chức năng ấy bây giờ nó lạm phát rồi. Tôi đến người nhà trò tôi ở bên bên tiệm đó, nguyên cái tủ là toàn thực phẩm chức năng, tôi nói dẹp đi. Tại sao mà dùng nhiều như vậy này? Cuối cùng cái bao tử mình chịu không nổi. Cứ uống được vitamin B cao cấp. Tới bây giờ bên Mỹ nó phát hiện rằng những cái loại thuốc mà nói là vitamin bây giờ là toàn là bột không. Bây giờ nó kêu quỷ cái loại thuốc đó. Thành ra là mình không tính được. Bây giờ mình tin mình đi. Và cơ thể mình có thể làm được những cái điều đó hết. Và trở lại cái vấn đề của chúng ta là thứ nhất, bây giờ tôi nói cụ thể đi. Rồi, vô đây hai này. Đây, xin giới thiệu là ca sĩ Gia Đạt. Đây là Á Hậu Tố Quyên. Đây là hai học trò chút xíu của mọi người là của hai người này bám quyền cũng ác lắm. Còn mấy bác nào lớn lớn tuổi mà có đau da thì có Tố Quyên làm cho. Ok, thế thì như vậy á, là chúng ta có mấy cái mà chúng ta lưu ý. Nãy chị nói vấn đề mà nước rồi ô nhiễm rồi đó, thì bây giờ cái thứ nhất là tôi khuyên cái này là mình dùng nước uống. Nước uống của mình á không ok, mà trong cái nước uống mà hiện nay ở bên Nhật á, tôi đi á thì tôi thấy nước mà sạch mà ngon nhất thế giới đó là nước là Áo. Áo là nước nhất thế giới nha. Còn đi qua Mỹ, đi qua Úc, đi qua châu Âu thì nước họ cũng là ok rồi. Nhưng mà nước mà làm tốt nhất hiện nay là ở Nhật. Nhật là họ làm cái nước mà gọi là Kangen á, tức là làm ở nước cái độ kèm. Và nếu như mà ai mà dùng cái nước đó thì mình tin chắc một cái là cơ thể mình cân bằng trở lại. Axit trong cơ thể càng ngày càng tăng thì tuổi càng lớn. Mà hễ axit tăng lên rất rõ này. Đây là những cái bác lớn hồi nãy ngồi, hai bác ngồi dưới ăn là bị đau khớp đúng không? Thì hai người đau khớp đó, đau lưng mỏi gối rồi đó là do axit tăng hết. Mà hễ axit tăng hết thì cảm thấy mệt mỏi. Mình đã bắt kia bắt tay thì còn ngồi đây, còn bắt ghế bắt lại ngồi đây nào, cô dưới dựa. Khi nào mình nói là dựa rồi là bắt đầu rồi nó rồi đó. Thế thì như vậy bây giờ đó, là do axit tăng cơ thể mệt mỏi cần phải dựa. Còn mình về miền Nam mình đó, thì cứ về là nằm giọng. Mà khi nào nằm giọng với nằm ghế bố đó,
là gần đất xa trời đó. Tại vì mình nằm đó là mình ít hoạt động, còn cái chị này chỉ còn lo con lo cháo cơm nước rồi chứ hoạt động thì không có vấn đề. Còn không hoạt động mà nằm á thì axit nó tăng trong lúc mình nằm, mà khi axit nó tăng thì nó làm cho mình không muốn đi lại tiếp tục nằm. Đến khi nào mọi người thấy mình không còn muốn hoạt động nữa là mình biết rồi, là nó rồi đó, tới nơi rồi đó. Thế thì mình sẽ thấy rất là rõ. Ví dụ như nước á, tôi qua bên Mỹ, tôi nói cho mấy người ở Mỹ nghe, thực ra dùng nước họ đâu biết đâu, họ tưởng là cái nước bên Mỹ là sạch ok, nhưng mà nó làm cho nước axit, nó làm cho nước axit thì chị biết để làm cho ngon, nhưng mà vô tình á cái axit nó làm cho hại cơ thể mình không biết. Thôi mọi người, sự thật bao giờ tao lòng em cho chút xíu thôi. À, rồi bây giờ trả lời vấn đề, mình ở đây mình thích cái đường giải thích lắm. Ví dụ như ta nói uống nước chai mà để quầy xe đó là nguy hiểm đúng không? Nhưng mà thiệt ra cái gì đó mình để trong xe nó nóng á thì nó bị axit, axit hóa cái nước đó thì nước nó thành axit chứ không còn là nước. Thật ra mình đang uống là uống axit, ok. Một cái nước, hai cái nước. Ôi trời mẹ ơi, nhiều quá. Rót lại, chút xíu thôi. Ốp, rồi bỏ đi. Cái kia bỏ đi là cho mượn cái kia ly không. Coi nước trước ha. Đây là những cái mẫu nước ngẫu nhiên mình lấy từ nước kinh khiếp đến mọi người. Nước này ok nè. Ok nè. Dạ. À. Đây axit. Rồi uống mạnh lên. Đỡ hơn. Ok. Thử luôn nước luôn cho tôi. Nước của tôi. Rồi, Minh Tự từ vừa chia sẻ với Vui ạ. Rồi, cái thứ nhất là nước để cho cơ thể chúng ta đừng có bị axit hóa. Ok chưa? Rồi, cái thứ hai là cái chiều đá thì nãy giờ nói rồi, không nói nữa. Cái thứ ba là cái cực kỳ quan trọng, đó là cái cách thở. Thì mọi người nào mà theo dõi trong cái của ông Thích Nhất Hạnh á, thì Thích Nhất Hạnh có viết con câu là đơn giản thôi, thở đi con. Còn nếu mọi người lên trên mạng á, mà thấy cái tôi á, thì hốt đi anh em. Tại vì tôi mình nói hốt đi con là chết. Do đó là riêng cái hốt là chúng ta ở đây, bữa nay mình học một chiêu này thôi là mọi người thấy khác rồi. Hốt bằng cách nào? Thực ra là trong tất cả những cái vấn đề của cuộc sống mà điều trị không bằng thuốc ấy, là Thượng Đế đã ban cho mình sẵn rồi. Ban cho mình cái gì? Ví dụ như mình đau dai, tự động mình có lấy cái tay mình gỗ, đúng không? Rồi mình đau cái lưng thì mình cũng lấy tay mình đợi gỗ lưng. Còn mình đau chỗ nào thì mình tự động mình vỗ cho nó. Cái chuyện là Thượng Đế tặng cho mình rồi. Nhưng mà có một cái mà chúng ta không để ý là khi chúng ta buồn ngủ thì chúng ta làm cái gì? Ngáp. Ngáp là phương pháp hốt không khí. Cho nên là khi nào mà chạy xe mà người thấy mình mà chạy là người nào lấy xe mà thấy mà mình buồn ngủ mà ngáp nhiều, giơ tay lên. À, được 4-5 người á. Em còn trẻ mà được vậy là chúc mừng em á. Tại vì khi mà còn trẻ mà em đi xe em hay buồn ngủ đúng không, rồi ngáp nhiều á,
đó là chứng tỏ rằng là em đã bị sơ vữa động mạch rồi. Cho nên máu nó bị lên não không đủ, mà lên não không đủ thì làm cho buồn ngủ, thiếu oxy. Cho đó là mình đã sống ấy, thì mình cứ tưởng rằng là mình thở đủ, đâu có đủ. Vì trong cái phần không khí 20% là oxy, nhưng mà 80% là chất trơ, thành ra không khí mình vô đủ. Chưa nói tới lúc mà mình hồi hộp, mình bị stress, mình bị buồn phiền, rồi bị vỡ bắn rồi này nọ các thứ, rồi mình tức mình thở, rồi mình không thở cũng không biết. Đúng không? Em có hay bắn chồng. Đừng có bắn chồng, chồng sẽ dễ đột quỵ lắm nha. Tại vì thiếu oxy á. Thế thì cái phương pháp thở là chỉ đơn giản thôi, mọi người nhìn tôi làm nha. Mà cái đó là tôi nói thượng đế cho là sao lúc mình tắm á, nhớ không? Hồi xưa ở quê mình kiểu quê mình lấy cái gào nước mình xối cái này, cái tự nhiên mình thì cái hốt đó chính là lấy oxy vô. Thì mọi người chỉ học cái cách là hả họng lớn lên, vậy thôi. Và ở đây chịu khó công viên đây nè, sáng chịu khó đi bộ từ 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 nè, dành 1 giờ đồng hồ sống chậm đi. Chị không cần làm gì mạnh, không cần leo lên trên gì đó, đạp chân đạp cẳng luôn, mấy cô mấy bà lắc lớn lắc vui luôn, đẹo sự sống chứ cho được, cứ đi bộ từ từ thôi. Vừa đi vừa hốt sẽ thấy thay đổi hoàn toàn đó. Nhưng mà ở trong Nam này á, là mọi người sẽ không thấy rõ bằng ở ra Bắc. Ra Bắc mùa này bắt đầu lạnh đúng không? Mọi người cứ làm y như tôi làm đi. Đi ai mà ra Hà Nội xong kỳ này á, vừa đi vừa hốt cho tôi coi, không còn lạnh nữa. Tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện cái hốt không khí nó quan trọng cỡ nào. Lúc mà tôi qua Pháp á, tôi ở Marseille. Thì khi qua ở Marseille á, thì tôi rất thích bơi, nhưng mà tại vì nhiệt độ trong cái hồ bơi nó lạnh quá, nó 12, 13 độ C, không tôi tắm. Là một có một năm tôi đến đó tôi tắm cái tôi bệnh tuần lễ luôn, bị cảm lạnh. Cái lần này tôi muốn tắm nữa mà không dám tắm, cứ đứng rút cái chân xuống như hồ bơi. Thì cái ông bạn tôi nói, tại sao mà không dám bơi? Tôi nói lạnh quá. Thì nói bây giờ chỉ có một chiêu thôi, hốt không khí. Và thế là tôi đứng ở dưới hồ, tôi hốt. Hốt gì vậy? 30 cái. Sau đó tôi bước chân xuống dưới hồ bơi á, vừa đi vừa hốt. Và tôi đổi cách tỉnh queo của vấn đề. Tôi ngạc nhiên quá, tại sao mình sợ lạnh mà tại vì hốt giờ không còn lạnh, oxy thì đủ là không lạnh. Thế thì tôi ở, mọi người biết lúc mà tôi sang Berlin á, là vì tôi có cái thói quen là mỗi lần tôi sang tới Berlin á, là tôi phải đi bộ dọc theo cái bức tường mà Đông Đức với Tây Đức á, rồi tôi chụp hình tôi đi chơi đó. Mà mỗi lần đi đó xong đi ngược đi xuôi cái là hai cái cổ chân tôi sưng lên hết, bị suy giảm tính mạch chân. Rồi lúc đó là tôi 110 kg mà, cho nên là đi không nổi nữa. Về tới nhà là tôi nói không có đi bộ được nữa, leo lên xe về bắt đầu phải làm cái bài mở van tính mạch. Nhưng mà mở rồi đi lại bị nữa. Thì khi mà tôi hốt, tôi thấy ấm như vậy, bơi xuống được vậy, tôi tối đêm tôi không ngủ được. Tôi nói về để cho mọi người sẽ trằn trọc giống như tôi. Tại sao mình hốt vậy thôi mà tại sao nó tốt vậy? 6 giờ sáng thức dậy rồi, tôi lại tiếp tục xuống hồ bơi, hốt nữa. Và lần này tắm luôn. Mà buổi sáng lúc đó là không phải là 12, 13 độ C nha, thấp xuống nữa. Và tôi vẫn bơi được như thường. Thì tôi mừng quá, tôi nói vậy là mình tìm ra một cái phương pháp để cứu lấy mình rồi. Thì cái đó là cứu mình đó. Tôi mới gọi điện cho bạn tôi nói, ok, bây giờ mo phải đi xuống với toa để nói chuyện mới được. Bây giờ cái này là hát quá. Thì 2 ngày sau tôi lấy xe lửa xuống, vì từ mặt xe đi xuống một cái dây 200 km. Tôi đi xuống dưới sông rồi, tôi nói chuyện với ổng. Thì ổng nói, hết. Sáng nay mai mà đi ra công viên tập. Thì sáng ra công viên thì tôi đi bộ với cái ổng đi mới được con đoạn, có con người Pháp tới đó nói, trời ơi, bị lúc đó tôi béo, bụng tròn quay hốt đi nè. Thì nó nói, ở đâu mà có một đại sứ Trung Quốc tới
đây luyện chứ công ấy. Cái này mà dạy nó đi, trời ơi bụng bự người khỏe vậy. Mà nó thấy nó được, nó tưởng mình luyện khí công mà bụng bự. Ông bạn tôi ông nói thôi mày đi bộ đi, tao ở đây tao nói chuyện với anh Đồng này mới được, để dạy cho nó mới dạy tao chứ. Để tôi nói thật, để cho ông nói chuyện với anh Đồng, tôi đi bộ. Và mọi người có thể tưởng tượng cái công viên đó là 1 km mà tôi đi 5 vòng tôi trở về mà tôi không có mệt, mà chân tôi không xin. Tôi ngạc nhiên quá, tại sao lạ vậy? Bởi vì khi nào mà mọi người mà có bệnh rồi mới thấy lạ cái đó. Giống như ở đây ấy, là mọi người đi chỉ có 15 nửa tiếng hồ là thấy mỏi chân rồi, hai bán ngay. Bây giờ đi 1 tiếng hồ không thấy xin nhê gì hết mà lại còn muốn đi nữa thì biết rằng là mình làm đúng rồi. Và như vậy ấy, tôi về tôi nói, tôi bồi hồi quá, tôi nói sao mà lạ luôn vậy nè. Thì ông bạn tôi nói thì chuyện đời nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà những cái mà cực kỳ đơn giản thì người ta giấu đi, người ta không chỉ mình, ta chỉ mình những cái chuyện phức tạp làm cũng được thôi, phải không? Rồi cuối cùng tôi về tới Mặt Xây, thì lúc về Mặt Xây xong tôi dắt hai đứa học trò tôi đi Monaco chơi. Tôi nói thôi bây giờ tao lái xe tao đưa tao đi Monaco. Hai đứa nó ở Bình Đức, nó qua nó chưa hề biết Monaco là gì. Tôi dắt đi Monaco, đi Cannes, đi Nice rồi chơi cho nó biết. Thì khi đi xuống dưới thì mọi người biết ở đây mà nếu ai đã qua tới Pháp rồi thì biết Monaco là cái công quốc của nó có chút xíu nhưng mà sao hơi dạng được, phải đem xuống Bắc Kinh hết. Thành ra là chỉ đi bộ thăm công quốc đó thôi chứ còn không có được đi xe, lái xe đi. Thế thì mọi người có tưởng tượng là tôi dắt đi giới thiệu nói chuyện chơi hết, chơi tới 2 giờ 3 giờ xong đi vòng để về là đồng hồ tôi đo trên 10 km mà chân không hề sưng. Mà lúc đó chỉ mỏi là do mình hăng máu quá đi chứ còn không có còn mệt mỏi gì. Thì đó là một cái điều cực kỳ kỳ lạ mà trong đời không bao giờ tưởng được. Và khi tôi đi từ châu Âu tôi về thì tôi qua bên Mỹ. Qua Mỹ là tôi cũng tập luyện xong rồi tôi đi trở ngược về bên Úc, rồi tôi cũng tập bên Úc cái xong rồi. Nhưng mà cái đó là cái quá trình tập luyện thôi. Nhưng mà vừa rồi cách đây tháng mấy tháng rồi tôi đi sang tới Washington DC, lúc đó là nhiệt độ 13 độ C. Thì cái ông học trò tôi á là nó bên Canada qua, nó nói là nó đi không được, nó đi vậy là nó đi như kiểu thầy tôi đi chết. Nó sao vậy? Nó nói em nó mặc 3 cái áo. Tôi nói ở Canada nó mặc 3 cái áo vì nó sợ lạnh á. Thì tôi nói không có, bây giờ theo thầy bóp không khí. Mọi người có thể tưởng tượng sau 1 tuần lễ là đi nó hốt không khí xong nó bỏ áo rồi. Tôi nói vậy để cho mọi người thấy điều mà độc đáo đó nha. Để ai mà về Hà Nội á thì thử làm thì sẽ biết liền. Vì Hà Nội mình về lạnh đấy. Ở đây nóng chứ về Hà Nội là lạnh. Thì mọi người hốt thử coi, không còn lạnh. Rồi, cảm ơn thầy ạ. Vậy là cư dân Vinhome của mình là chúc mừng không khí trong lành đang hồ hốc nha. Bằng mũi cũng được mà bằng miệng được, nhưng mà thở bằng mũi đi. Hốc nhỉ? Và mình làm một lần buổi sáng trong tài liệu có hướng dẫn đầy đủ bao nhiêu cái làm lúc nào. Và cái cư dân Vinhome mình thì được cái may mắn là có không khí trong lành. Bà con mình đừng có đi ra giữa ngã tư đèn xanh đèn đỏ xong rồi là thì mình táp hết khói của thiên hạ thôi, chứ cứ vào công viên này là vô tư đi ạ, thậm chí ở trên nhà cũng được. Cảm ơn thầy rất là nhiều, và chắc chắn là trong hội trường này mọi người ngồi từ nãy đến giờ thì cũng mỏi cổ rồi. Dạ vâng, mỏi cổ mỏi lưng rồi thầy ạ. Thế nên là nếu như mà mọi người có đồng ý là bây giờ mình sửa lưng sửa cổ được tí được không ạ? Chắc là mình đâu ban thư ký bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đi ạ. Dạ. Rồi xin mời. Mình còn rất nhiều thời gian để có thể giao lưu với thầy, thầy còn nhiều câu chuyện để kể lắm ạ. Và cái tài liệu thì tạm thời là cuối buổi thì bà con cư dân mình sẽ có nhưng mà cái kỹ thuật cao hơn hay là dạ chuyên vì cái chuyên đề khoa học mà thầy biết nhiều hơn thì chúng ta về chúng ta tự tìm hiểu trên mạng, trang web tạp chí liên tâm .vn thì chúng ta sẽ có đầy đủ cái, hoặc là Facebook tạp chí liên tâm thì có đầy đủ
và riêng cái Facebook của tạp chí Liên Tâm nó có mấy chục trang trên khắp thế giới, thì mình tìm cái trang 40 trang của Việt Nam là trang chủ, trang chính nha, để thầy có chi nhánh nhiều nơi. Rồi bây giờ ban liên lạc bắt đầu làm việc. Hốt đi anh em, chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.